vị thân mến, có thể nói rằng trong những năm gần đây, đội bóng chuyền Tiến Nông Thanh Hóa trở thành một trong những cái tên gây được rất nhiều ấn tượng. Họ liên tiếp có mặt trong top 4 đội mạnh nhất của bóng chuyền nước nhà, và thành công ấy của Tiến Nông Thanh Hóa có dấu ấn sâu đậm của huấn luyện viên Lê Thị Bình, huấn luyện viên nữ duy nhất của giải đấu. Con trai làm cái việc này cũng là thấy là vất vả rồi, nhưng với tôi phụ nữ thì tôi cũng phải cố gắng để hết mình. Và vì sự nghiệp bóng chuyền của mình, cái sự say mê, cái sự say mê nghề nghiệp mà nó đã đưa tôi đến ngày hôm nay. Đến với bóng chuyền từ năm 1979 với tư cách là cầu thủ, huấn luyện viên hiện tại của đội Tiến Nông Thanh Hóa Lê Thị Bình đã gặt hái được nhiều thành công. Ngay sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu vào năm 1990, Lê Thị Bình chuyển sang công tác huấn luyện. Tuy nhiên, dấu ấn của nhà cầm quân này chỉ thực sự bắt đầu được thể hiện khi bà chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa từ năm 2000 cho đến nay. Về với gia đình thì còn công việc của đội bóng cũng rất là nhiều việc, nhưng mà cũng phải dành thời gian ít ỏi thôi, nhưng mà về những ngày nghỉ cũng chăm sóc gia đình, cơm lo toan cho gia đình một chút về những ngày nghỉ. Lê Thị Bình là huấn luyện viên nữ duy nhất dẫn dắt một đội bóng tham dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Để chuẩn bị cho vòng 1, đội bóng đã phải tập trung ngay từ đầu năm. Công việc bận rộn là vậy, nhưng huấn luyện viên Lê Thị Bình luôn biết cách sắp xếp ổn thỏa để luôn có những khoảng thời gian cần thiết cho gia đình. Nói thật, trong những lúc mà áp lực thì mình cũng muốn là nhiều lúc cũng muốn là giải nghệ, nhưng là cái chuyên môn và cái nghề nghiệp nó đã ngấm vào máu mình và vào tim mình, thì mình cũng cố gắng để phục vụ cho đến lúc nào mà khi là lãnh đạo và tổ chức không cần đến mình, thì lúc đó mình với là giải nghệ. Có thể nói, tình yêu cháy bỏng và sự hy sinh lớn lao dành cho bóng chuyền của huấn luyện viên Lê Thị Bình đã lan tỏa sang tất cả những thế hệ học trò của bà. Và chính nhờ có huấn luyện viên Lê Thị Bình mà đội bóng chuyền Tiến Nông Thanh Hóa cũng như các cầu thủ mới có được như ngày hôm nay. Từ ngày em đi vào bóng chuyền đến giờ là 17 năm rồi, mà em tập với cô thì chính là cô Bình của bọn em là một huấn luyện viên rất là nhiệt tình với công việc, nhiệt tình mà cô rất quan tâm đến vận động viên, đời sống của vận động viên cô quan tâm và hăng say với mình nhiều. Nên là bọn em rất là tôn trọng và kính trọng cô. Ngoài đời thì cô của em là rất là hòa đồng với bọn em, quan tâm với bọn em. Thường ở ngoài đời bọn em thường gọi cô là mẹ, hay gọi là mẹ Bình như thế. Tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay, Tiến Nông Thanh Hóa của huấn luyện viên Lê Thị Bình tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình khi xếp ở vị trí thứ 2 của bảng A, chỉ sau nhà vô địch Thông tin Liên Việt Postbank, qua đó giành một suất tham dự Cúp Hùng Vương. Thành công này của Tiến Nông Thanh Hóa có những đóng góp to lớn của các cầu thủ, nhưng người góp công lớn nhất không ai khác chính là huấn luyện viên Lê Thị Bình.